Jeep Wrangler Rubicon độ loa gì trong ngầu? Anh em xem hết clip rồi biết nhá. Đầu tiên là nguồn âm. Một, bạn có thể dùng cái màn ở BT hoặc là 9853 có đường quang ra, cái này ok. Nhưng mà ngon nhất phải dùng con Danpai M08 này, con này mới là đỉnh. Cái thứ hai, nguồn âm mà ngon rồi thì kéo nó như thế nào? Đẳng cấp nhất ấy là DSP rời và âm ly rời. Còn âm ly tích hợp DSP là giải pháp, không có tiền thôi. Cái trường hợp này bạn có thể dùng Mooseway con DSP 8 kênh này, ra hai con mi class AB chuyên dùng để kéo loa cánh này, và con âm ly class D chuyên để loa súp. Âm ly kéo ngon rồi thì bây giờ loa như thế nào? Loa cánh trước phải dùng 3 way và loa súp, đặc biệt phải súp hơi nhá. Loa thì bạn dùng con DIN 3 way nhá, mid và tracer ở Cora, và đặc biệt đây có loofer nó ở đây này. Đấy, cái thùng này đánh cực kỳ hay, nó không nằm ở cánh nó thế nhá. Thì xe này tháo cánh ra được. Rất đặc thù của Jeep. Súp con này phải dùng con 10 inch nhá. Đây là con Rainbow Germanium này, 10 inch chất âm cực hay này. Anh em nhìn chế tác này, cầu chì xịn này và cọc âm của nó bên này này, cũng rất là xịn, cực kỳ đẹp luôn. Thế các em, độ loa cho Jeep Wrangler Rubicon như thế nào? Ăn được bộ này không? Comment dưới nhá.